Ồ, mời vào. Dạ Rồi, em ngồi chào anh. anh. Dạ. Ok, chào em. Dạ. Khỏe không em? Dạ em khỏe anh. Hôm nay tới công ty vui quá anh. Nhưng vì ai cũng đón tiếp niềm nở, em rất Dạ. là thích công việc này luôn á. Nói chung là nhìn nó vậy thôi chứ cũng khoan lắm á. Dạ. Chứ không đơn giản, nhưng mà quan trọng là cứ mình làm sao cho đúng lương tâm là được rồi. Cho nên Dạ. là em cứ cố gắng. Nếu mà em thật sự mà muốn ăn năn hối cải, quay đầu và làm đúng theo cái lương tâm con người, bán những chiếc xe đẹp, xe chất cho người nghèo, thì chắc chắn một điều, em sẽ là người thành công trong tương lai. Dạ, thì em cũng nói chung là em cũng phải cố gắng anh. Thì trước đây thì nói chung là em do là sai hướng cho nên là lầm lỗi và không tốt, cho nên là đợt này nhờ anh đã coi như là cho em vô làm công ty này, em rất là vui và mừng, em sẽ cố gắng hết sức đó, vì công ty, vì anh. Rồi, em cứ cố gắng đi, anh sẽ cho người hỗ trợ em một cái công việc nào đó thích hợp nhất để em phát triển tốt nhất tại công ty này. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức Ừ. anh, vì công ty. Rồi. Dạ. Rồi, cứ vậy đi. Cứ Dạ. cố gắng là được Dạ, em nha. cảm ơn anh rất là nhiều. Dạ. Ồ, em hả? À, dạ em chào anh. Ừ, chào Dạ, em. em chào anh. Mời em ngồi. Dạ. Sao rồi? Đi mình hay đi cùng với anh trai? Bữa nay em đi có mình à. Dạ. À. À, em đến đây để em cảm ơn anh. À, nhờ hôm trước anh hỗ trợ em vậy đó thì em mới biết được là mình đang bị lừa về vấn đề xe đó, mà em cũng đã giải quyết xong rồi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Nói chung là ổn thỏa là tốt rồi, chứ Dạ. còn không là rắc rối rất là nhiều. Dạ. Ừ. Thứ hai là em thấy trên mình có đăng tuyển nhân sự á, em đến em xin việc bên tư vấn bán hàng. Ừ. Ok, cái này để đây, tí cái gì để quản lý, cái gì là tay sai cho em ha. Dạ, cảm Dạ em chào sếp, xe Ừ. em đã kiểm tra và rửa ráy sạch sẽ rồi. Ồ, Chút quá xíu tốt. là em mới đi đâu Rồi, cả. cảm ơn Ủa rất là mày nhiều. mới lừa em hả? Bác xin mua cho em nè. Rồi anh tới hôm nay anh tới đây làm gì nữa, tính lừa người ta nữa hay gì? Thôi được rồi, anh đã biết sự việc hết rồi, nhưng mà anh cũng đã giải quyết tốt rồi. Thế em cứ ngồi xuống đi, mình nói chuyện tiếp cái vấn đề Dạ. này. Đây mà xuống. Dạ. Ngồi đi để nói chuyện cho nghe. Dạ. Rồi em xuống ngồi xuống đây. Dạ. Anh Ngọc Anh đây á, Dạ. chẳng qua là vì cuộc sống, vì phía sau lưng anh có nhiều vấn đề khúc mắc, đâm ra anh mới làm những cái điều đó. Dạ. Chứ thực sự con người Ngọc đây rất là tốt, anh cũng đã thấy được con người của anh. Nhưng mà về phía sau lưng đó nó có nhiều cái vấn đề không hay, thì đâm ra là anh mới làm cái điều đó. Nhưng hiện giờ thì anh làm rất là tốt ở công ty, cho nên em cứ an tâm, cố gắng làm đi em. Dạ, cảm ơn anh. Ừ, có gì đâu, cứ vui vẻ lên. Bây giờ em đi làm nha. Ừ, rồi nha. Nghe anh nói vậy thì em cũng yên tâm rồi. Em cảm Ừ. ơn anh. Ừ. À, em mà có gì em xin phép anh xin về. Ừ, À, tụi em ok, chờ thông nói chung tin của bên mình là nha. Dạ. anh sẽ duyệt xong cái gì anh gọi cho bên em Dạ, nhé. dạ. Em cảm ơn Ừ. anh. Thế em về trước nha. Ok. Em chào anh. À, Em cảm ơn ok. anh. Dạ. Rồi. Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em cách nhận biết một chiếc xe ô tô bị đâm đụng và cách này nhận biết một cách nhanh nhất đối với những chiếc xe ô tô mà Chào khi mà chị, nằm bên ngoài như thế chủ có hàng này đâu? máu có thể Dạ tuôn dạ ra chủ, ngoài hiện và tại chưa xe có có thể đây ạ. tông vào Kêu chủ của cô ra đây gặp tôi. Dạ chị cứ bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh được, xe tôi mua ở đây nói là đồ, tại sao tôi ra sửa nói là đồ lô đồ đã thay thế hết rồi là sao? Chị bình tĩnh đi, chị nghe em Tôi nói không bình nha. tĩnh được, xe của tôi mua tiền trẻ tiền Tụi tỷ em chứ phải tôi tiền nghìn tiền trăm dạ đâu. dạ tụi em sẽ tìm Tôi hiểu giúp không cần cô. biết, Cho ông chị. có hướng giải quyết nào hết đó thì tôi không muốn nói chuyện với cô. Kêu chủ của cô ra đây. Dạ chị bình tĩnh đi chị. Ôi chuyện gì vậy em? Dạ anh, chị đang phàn nàn về vấn đề xe của mình á. À, em chào chị, em là Pháp Anh, chủ cửa hàng ở đây. À, anh là chủ cửa hàng ở đây. Tại sao lúc tôi mua xe thì nói là xe zin 100%, khi mà tôi sửa bên ngoài á thì nói là hàng lô hàng giả là sao? Chắc là có sự nhầm lẫn ở đây. Thì xe chị có ở đây không ạ? Xe tôi ngoài bãi á. Ok, thì em giúp anh cho một kỹ thuật ra kiểm tra. Nếu mà thật sự xe bên em bán ra thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với những cái linh kiện phụ tùng. Chị cứ an tâm. Bây giờ em mời chị đi trong uống nước để em ra kiểm tra xe chị ha. Anh ạ. Ừ. Không à. À, công ty mình vừa qua xảy ra nhiều cái sự cố không mong muốn, khách hàng tới phàn nàn về
vấn đề linh kiện bị thay thế. Em có biết không? Em thì cũng nghe anh chị nói, nhưng mà vấn đề đó em vẫn chưa rõ. Em có nghi ngờ ai hay là có một vấn đề gì không ở công ty mình? Bởi vì cái công việc của em là làm về kỹ thuật, cho nên là hàng ngày rất là tập trung vào kỹ thuật. Nhưng mà theo như suy đoán cá nhân của em, rất có thể là chúng ta đang bị công ty đối thủ cơ sở. Thực sự với em, anh và công ty rất tin tưởng em, giao cho em làm ở cái bộ phận kỹ thuật. Thì anh sẽ giao cho em điều tra vụ này. Em có đồng ý? Được không? Em sẽ cố gắng xếp lại. Như vậy thì anh cảm ơn em rất là nhiều. Thôi, cái gì em cứ làm việc công việc tiếp với em đó. Đó. Ô tô van xin nghe à? Dạ dạ rồi, cái linh kiện nó bị sao anh? Dạ dạ rồi, để em gọi nhân viên hỗ trợ anh ạ. À. Dạ ok anh. Dạ ô tô có van nghe ạ. À? Anh Toàn ơi, qua bên kỹ thuật dạ, kiểm tra cho khách em nhé. Sao khách phàn nàn cái vấn đề linh kiện bị thay đổi này kia? Dạ dạ rồi ok anh. Dạ ô tô van xin nghe ạ. À. Dạ sếp, em gửi sếp báo cáo tổng thiệt hại linh kiện trong tuần qua. Một số lọc thiết hại đã lên tới 500 triệu rồi và nó đang có xuống tiếp tục và nó đang tăng một cái lại xuống 5 tinh. Ok, cảm ơn em rất là nhiều. Em cũng ra là điểm. Thôi, chào bà về. Dạ, chào sếp à. Dạ, khỏe à. Vừa qua bên công ty mình có xảy ra vài cái sự cố ngoài ý muốn, khách hàng rất là ngại. Dạ biết rồi. Dạ biết rồi. Có thấy ai khả nghi bên radio? Dạ không rồi. Trừ ra có những người tôi coi là những người trực sinh á, thì không dẹp ra đổ rác ngoài rồi, chứ không có ai. Thôi cảm ơn chú ạ. Dạ. Cứ làm việc đi, cứ theo dõi camera có gì diễn biến gì là lạ hay là khả nghi thì cứ báo ha. Dạ. Rồi cảm ơn nhiều nha. Dạ.
Ờ, mời ngồi em. Ờ, giao em cái sự việc điều tra bên công ty về phụ tùng thay thế, em điều tra tới đâu rồi? Là em vẫn đang trong quá trình điều tra, nhưng mà tất cả những manh mối thì đều đi vào ngõ cụt cả. Em sẽ tiếp tục ạ. Thôi, bỏ qua đi. Cái công ty mình sắp tới có làm cái video để kỷ niệm thành lập công ty. Hùng à, em đi với anh và lên Sài Gòn này làm lâu cho em ra. Lại nói về kỷ niệm thì từ cái ngày mà hai anh em mình phải khăn gói lên Sài Gòn, em tính là cũng được 15 năm rồi nha. 15 năm, anh em mình rất là nhiều kỷ niệm ha. Dạ. Thì với những cái ngóc ngách của công ty rồi tất cả đường đi nước bước chắc em cũng khá rành chứ. Dạ vâng, thì em làm lâu năm mà hầu như là tất cả những cái ngóc ngách em đều nắm hết. Không à, em giỏi lắm, em giỏi diễn á,